Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con lạy chín mừng trời lạy mười phương chư Phật mười phương ạ. Con lạy thượng trụ Tam Bảo họ nó ma ni bá mê hôm Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di nghe thấy truyền trì tụng nguyện tỏ như
mầu. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn Bồ Tát Đại Bi Tâm Đại Bà La Ni. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn tu lệ tu lệ ma ha tu lệ tu tu lệ sa ba ha tu lệ tu lệ ma ha tu lệ tu tu lệ sa ba ha tu lệ tu lệ tu tu lệ sa ba ha tu lệ tu lệ ma ha tu lệ tu tu lệ sa ba ha. Tịnh thân nghiệp chân ngôn tu đa lệ tu đa lệ tu ma lệ tu ma lệ sa ba ha tu đa lệ tu ma lệ tu ma lệ sa ba ha tu đa lệ tu đa lệ tu ma lệ tu ma lệ sa ba. Đại bi Nam mô Đại bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại bi Tâm Đại Đạt La Ni. Nam mô Hắc Giả 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 Nam mô A Di Đà Phật. Lô Ghép Ghép Thất Phật Giả Giả Lâm Bà Bồ Đề Giả Giả Ma Ha Ca Lô Ni Ca Ta Lâm Bà Bà Ta Bà Đề Số Ba Giả 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 Nam mô Bất Thiết Phật Đại Nam mô A Di Đà Phật. Lô Ghép Ghép Thất Phật Giả Lâm Bà Na Nam mô Na Ra Cẩn Di E Di Ma Ra Cẩn Ta Ta Mến Thất Phật Giả Giả Đầu Đầu Bà Ta Đề Dùng Thất Phật Giả Ma 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 Bà Na Ma Phật Bà Ta 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 na ba ra na ra sa ba ha na mo ha sa ra sa ra sa ra sa ra sa na mo di sa ba lo ke 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 ba na ra sa ba ha an bất tiện đô ma ta ra ba ha an bất tiện đô ma ta ra ba ta ra sa ba ha an bất tiện đô ma ta ra ba ta ra sa ba ha lo hương đồ bánh trên bàn có đường bằng lại khắp trần gian ba ngàn thế giới đều thanh tịnh mười phương chư Phật hiện thân bàn na mô hương môn cái bồ tát na mô hương môn cái bồ tát na mô hương môn cái bồ tát cái bồ tát ma ha lát kệ khai kinh nam mô bản sư thích ca mâu ni phật. Nam mô bản sư thích ca mâu ni phật. Nam mô bản sư thích ca mâu ni phật. Phật pháp cao siêu rất thâm sâu trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy truyền tục nguyện tỏ như lai nghĩa nhiệm mầu. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Phật thuyết kinh A Di Đà. Tôi nghe như vậy, một thửa nọ Đức Phật ở thành xá về, tịnh xá kỳ hoàn cùng chư La Hán 1250 thượng tọa và nhiều người khác còn đang tu học Đại Trí Xá Lợi Phất. Thần Tâm Mục Kiền Liên Mật Hạnh La Hầu La Đầu Đà Ca Diếp Tiên Nhãn A Na Luật Nghị Luật Ca Thiên Thiên Ngộ Thánh Thu Bồ Đề Thuyết Pháp Phú Lầu Na Chỉ Luật Tiêu Bà Ly Đa Văn A Nan Mười Đại Đệ Tử Như Thế Cũng Đều Có Mặt. Văn Thủ Sư Lợi Pháp Vương Tử A Dật Na Bồ Tát Càn Đà Hê Đề Bồ Tát Thường Tinh Tấn Bồ Tát cùng nhiều Bồ Tát Tam Tự Pháp Hội của đời Thế Thích cùng
với chư thiên cũng đều có mặt. Bấy giờ Thế Tôn bảo Xá Lợi Phật tử này hướng đến phương Tây cách đây muôn ức cõi nước, chư Phật có một thế giới tên là Cực Lạc. Giáo chủ cõi này là Phật A Di Đà, hiện đang thuyết pháp. Nhân dân ở đây không biết khổ não, chỉ hưởng thú vui nên gọi là Cực Lạc. Cõi nước Cực Lạc dùng bảy thứ báu kiếm tạo hạ tầng xây dựng lầu các, gồm cả vàng bạc mã não sàn hồ hổ khách trần châu trang nghiêm hồ thấm tủ tám công đức. Người vào hồ này sở cầu như ý. Phía trên bờ hồ có lầu các đẹp, bên trong lòng hồ có đủ hoa sen xanh vàng đỏ trắng tỏa sáng hào quang, càng thêm rực rỡ hương thơm ngào ngạt khắp cả mọi nơi. Này Xá Lợi Phất, ở nước Phật ấy tưởng nghe nhạc trời từ trên hư không cùng với hoa trời ngày đêm rơi xuống. Chúng sinh cõi này thường nhặt hoa ấy dùng sức tầm tâm đi khắp mười phương cúng dường tam bảo, tạo được thắng duyên cho người phát tâm làm Phật sự xong trở về bổn độ thọ thực kinh hành. Này Xá Lợi Phất, ở cõi Cực Lạc có nhiều loại chim do Phật biến hóa, như chim bạch hạc khổng tước anh võ Xá Lợi Ca Lăng Tần Già. Cực Lạc ngày đêm sáu thời dùng tiếp vì rượu diễn phương pháp ẩm ngũ căn, ngũ lực thất bồ đề phần pháp thánh đạo phần làm cho người dân pháp tâm niệm Phật niệm pháp niệm tăng. Này Xá Lợi Phất, ở nước Phật ấy mỗi kỳ gió nhẹ sao động hạ cây và mảng lưới bao tạo ra âm thanh thì diệu hơn cả nhạc trời, làm cho người nghe ưa thích niệm Phật niệm pháp niệm tăng. Này Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ sao danh hiệu của Phật là A Di Đà? Vì đức Phật ấy tưởng phóng ánh sáng chiếu khắp mười phương tiếp độ chúng sinh, không bị chướng ngại nên gọi Phật A Di Đà. Thọ mạng của Phật và hàng thánh chúng vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp nên gọi là Phật A Di Đà. Này Xá Lợi Phất, Phật A Di Đà từ khi thành đạo đến nay trải qua mười kiếp giáo hóa thành văn đắc quả La Hán và hàng Bồ Tát, đầy đủ công đức vô lượng vô biên không thể tính đến. Nếu có người nào sanh về Cực Lạc cũng được như thế, vì cùng làm bạn với chư Bồ Tát. Này Xá Lợi Phất, không dùng phước đức nhân duyên mà được vãng sinh Cực Lạc quốc độ, chỉ có người nào nghe danh hiệu của Phật A Di Đà sinh lòng khát ngưỡng nhớ nghĩ không quên, tâm trí lắng yên như vào thiền định. Bấy giờ đức Phật cùng hàng thánh chúng không quan tiếp độ thì được vãng sinh về cõi Cực Lạc. Này Xá Lợi Phất, thì ta đang nói công đức của Phật Di Đà thì ở phương Đông có A Xúc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, Chư Phật như thế nhiều như số các sông hằng.
đều dùng tướng lưỡi rộng dài trùng cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời chân thật khuyên bảo chúng sinh nên tin kinh này, công đức không thể nghĩ bàn và được sư phật hộ niệm. Thế giới cường nam có nhật nguyệt đăng minh phật, danh văn quang phật đại diện kiên phật, tu di đăng phật vô lực tinh tấn phật, sư phật như thế nhiều như số các sông hằng, đều dùng tướng lưỡi rộng dài trùng cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời chân thật khuyên bảo chúng sinh nên tin kinh này, công đức không thể nghĩ bàn và được sư phật hộ niệm. Thế giới phương tây có vô lượng thọ phật, vô lượng tướng phật, vô lượng tràng phật, đại quang phật, đại minh phật, bảo tướng phật, tịnh quang phật, chư phật như thế nhiều như số các sông hằng, đều dùng tướng lưỡi rộng dài trùng cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời chân thật khuyên bảo chúng sinh nên tin kinh này, công đức không thể nghĩ bàn và được sư phật hộ niệm. Thế giới phương bắc có diện kiên phật, tối thắng âm phật, nan trở phật, nhật xanh phật, bóng minh phật, chư phật như thế nhiều như số các sông hằng, đều dùng tướng lưỡi rộng dài trùng cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời chân thật khuyên bảo chúng sinh nên tin kinh này, công đức không thể nghĩ bàn và được sư phật hộ niệm. Thế giới phương dưới có sư tử phật, danh văn phật, danh quang phật, đạt ma phật, pháp tràng phật, chỉ pháp phật, sư phật như thế nhiều như số các sông hằng, đều dùng tướng lưỡi rộng dài trùng cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời chân thật khuyên bảo chúng sinh nên tin kinh này, công đức không thể nghĩ bàn và được sư phật hộ niệm. Thế giới phương trên có phật âm phật, tu vương phật, hương phật, phật hương quang phật, đại diện kiên phật, tạm sắc bảo hoa kiêm thân phật, ta la thọ vương phật, bảo hoa đức phật, kiến nhất thiết nghĩa phật, như tu di sơn phật, sư phật như thế nhiều như số các sông hằng, đều dùng tướng lưỡi rộng dài trùng cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời chân thật khuyên bảo chúng sinh nên tin kinh này, công đức không thể nghĩ bàn và được sư phật hộ niệm. Này Xá Lợi Phất, nếu có người nào nghe được kinh này và danh hiệu phật ngày đêm thọ trì, thì được sư phật hộ niệm mau đến vô thượng bồ đề. Vì thế các ông phải tin lời ta và mười phương phật tán tán công đức của kinh A Di Đà, theo đó tu hành thì được thắng duyên tiến đến bồ đề, chánh đẳng chánh giác. Này Xá Lợi Phất, khi ta tán tán công đức của phật Di Đà thì mười phương phật cũng khen ngợi ta. Hay thầy Thích Ca, ngài đã thành tựu vô thượng bồ đề trong đời ngũ trượt, kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, mà vì chúng sinh nói pháp chân thật và khai phương tiện diệu dắt chúng sinh ra khỏi nhà lửa tam giới thật là hữu. Phật nói kinh này xong, ngài Xá Lợi Phất cùng tỳ kheo
tất cả thế gian trời. A Tu La đều rất hoan hỷ, tín thọ phụng hành Phật thuyết kinh A Di Đà. Hôm nay các hương linh ý đủ tam mộc phản khất nơi đây, hương linh các tổ kiều huyền cách ra trong họ. Họ Nguyễn Khắc, họ Nguyễn Văn, họ Nguyễn Như, họ Nguyễn Họ Bùi, họ Hoàng, họ Trương, họ Vũ, họ Hoài, họ Chu, họ Trần, họ Cấn, họ Đạt, họ Giãn, họ Đoàn, họ Đinh, họ Lê, họ Hà, họ Cao, họ Kiều Cổng, họ Đỗ, họ Chử, họ Phùng, họ Quất, cách ra trong họ Tiền Chủ, Hậu Chủ, thập nhị loại cô, nhà quỷ, à xa phản khất nơi đây. Bản áo ăn ra trái chủ hôm nay về đây đảnh lễ Phật Pháp Tăng thường trụ tam bảo, đứng người đến trước, đứng trước người đến sau, đứng sau ngay ngắn thẳng hàng chỉnh tề, xiêm y lễ báo tạ ân cúi đầu đảnh lễ Nam Mô Cầu Sám Hối Từ Phụ A Di Đà Phật Thế Tôn. Vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Quốc, vãng sinh tịnh độ thần giáo Nam Mô A Di Đà Phật. Sám
công này, cầu về cực hạn ngôi đại liên hoa. Cha lành vốn thiện di đà, soi vào quang linh cõi loạn thân con. Thẩm câu ân vật hằng còn, con nay tránh niệm lầm son một bề. Nguyện đảm nên đạo hồ đề, trên lòng niệm vật cầu về Tây Phương. Phật xưa lời vệ tỏ thường, 48 nguyện dẫn đường chúng sinh. Thệ rằng ai phát lòng thành, nước ta báu vật để dành các người. Thiện nam tín nữ mỗi người, chỉ thành cửa vật niệm 10 tiếng ra. Ta không rước ở nước ta, thệ không thành vật chắc là không sai. Bởi vì tin tưởng Như Lai, có duyên tưởng vật sống dài vô cùng. Lời thề biển rộng mênh mông, nhớ đường đức Phật thoát vòng trần lao. Tội mòn như đá mài dao, bước cảnh thêm lớn càng cao càng dày. Cầu cho con thắc biết ngày, biết giờ biết khắc biết dày ánh linh. Cầu cho bệnh khổ khỏi mình, làm công chịu miễn chuyện tình thế gian. Cầu cho thần thức nhẹ nhàng, in vào tiền định họ bàn cửa xưa. Đại bản tay vật bưng chờ, các ông Bồ Tát bây giờ đứng trông. Dưỡng con thiệt đã đến đồng, nội trong giây phút tảnh đồng về tay. Xem trầm cõi vật tốt thay, và xem đùa nở ánh tay sạch trần. Hội nào thấy Phật chân thân, đặc nghe pháp nhiệm tinh thần sáng rừng. Quyết tu độ chúng bản thân, đủ lời đệ nguyện vật âm rộng dài. Phật thệ chắc thiện không sai, cầu về tịnh độ ai ai tin lòng. Nguyện về tịnh độ một nhà, hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình. Hoa nở rồi biết tánh linh, các ông Bồ Tát mạng lành với ta. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều trọng thành Phật đạo. Tam quy tử quy vật đừng nguyện chúng sinh để theo đạo cả phát lầm vô thượng. Tử quy pháp đường nguyện chúng sinh đâu có bình đẳng trí huệ như hải. Tử quy tăng đường nguyện chúng sinh không ly đại chúng phát thải vì vô ngại. Nguyện đem công đức tụng kinh Di Đà. Nguyện đem công đức tụng kinh Di Đà cầu thế giới hòa bình chúng sinh an lạc. Cầu nhân dân thế giới sống an lạc hòa bình, nhân dân Việt Nam sống an lạc hòa bình. Các hương linh khắp tổ tiểu quyền bách là đàn đỏ hôn các hỏng hôn bàn hỏng hôn như hỏng hôn nào bùi hỏng 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 hãy dùng trong nhiều đời những cái cũng như hiện tại với mình và vô hình. Nếu có ai đến ngày phát tâm bồ này hết một phá thân này âm thanh có gặp lắng hương linh thất tổ kiều biển bách ra mọi miền được là thính pháp nghề kinh chấp xả mê đồ về đây học Phật tu học Phật đạo. Công đức này công kinh nhân vật là anh có người mô viên bước bước sẵn sàng chúng sinh người cho tất cả hàn linh thầy đề tổng độ phẩm kinh triều huyền thần tiêu ba chất pháp huyền thần chính thể phát thần mô minh huyền từ đường chúng yêu linh nhạc thành mô phát thần kinh tấn lần mình xanh phát thần tiêu và ma xanh chế phẩm và nở thế phẩm nhân ra vô sinh chứng ngộ bằng ta thánh hiền người đem công đức hiện tiền hướng về các cả các miền thần xa con là cha mẹ ông bà chúng sinh các ngộ trang hòa pháp thần a di đà phật a di đà Phật A Di Đà Phật.